đây là nơi của sông lửa, hình nhặt mặn chẳng giờ có dừa nước, nhưng mà lũ kéo về và kết đây nằm trước tây nam bộ. Nơi đây thì vất vả sống chạy đuôi cũng chưa hành hỏi thả ngồi đưa quen chạy kéo lên vài con cá chạy chiếu giữa đồng có ngày ngồi nhậu thoát thả có tụi mình ăn cơm dẹp ba xó đem lấy chung chạy dừa thì bến xe ngã bảy quên tao tất cả lên ghét hút chân giỏ lại lục mình cơ xét nha khắc phục em gái mặc áo bà ba lại xem con một nụ cười đi giữa không gian xanh so hết tầm mắt ít đêm thì đó chính là bốn quân thế trời ơi hỏi ơi là cá anh lái đò thang thang mới chèo tắm nước yêu mô mô cô em bên sông đôi má em đo đỏ anh thấy thương tình thì chắc nó câu hò vì là người miền tây được thương nó không hết những cái sự lúc ca năm đó vẫn không chết những cái đồng màu xanh còn bay cũng mỏi cánh chứ tụi mày khóc lên miền tây nó mong khóc vậy thì về miền tây nặng đám cưới miệt vườn để mày nghe chị tình anh bán chiếu nói về anh chơi tụi mày còn xa lắm chắc mày đã nghe rệt có tử bạc liêu ở đây tụi tao thì muôn màu ấp quê nhà cắt rốn là chôn nhau dù đi đến đâu cũng phải luôn tự hào vỗ ngực rồi nói miền tây là quê tao ê mà thôi bây giờ tao cặp tụi mày đi sang bến tàu ở đó mấy ông lấy đồ và ông sẽ hỏi mày đến đâu cứ nói qua hậu giang chúng cháu mình cặn với nhau đi sang em anh dị thị có cái chỗ gọi là châu để tao cặp ở đâu bên đó ê tao còn thăm bà ngoại tao đúng là người miền tây chắc phát đến ngoại giao tao quen một cái lóc nướng khi mà tiếng tao dạy bảo là mày cần phải chấm mắt em với lương rượu đó cho tiếng màu phải là đợt năm trước khi tao sống ở Tiến Giang có người anh thủ lúc nào cũng hiên ngang ông cảnh tao qua năm du à chơi không thích thì bạc nếu cứ chờ nó về để vào chúng ta đi thiên hạ nói tụi mày hiểu cái chuyện kiếm của vật lý thì lạ nhất cái ngang nhằm đó tự nhiên nên mà chơi thì mặc sức còn mình đã có người hẹn cổ dùng búa không chặt đứt sao mà quên được bà Nam Hải bán chuỗi thực phẩm đó bây giờ ta nói về sông chân đất của Tây Nam Bộ là sẵn thì có bánh mía bún nước là bánh mì năm đô để có ba dân tộc không xảy ra sự cám dỗ nhau như cái trà chuyện ta lại nghe tiếng radio cầu lắm có tàu là tạm hợp đây cũng hành bạn nhã bảy sóc chặt CD anh em tụi tao là Tây Nam Bộ boy CD không biết get up all night feeling good alright miền tây tao chơi là quá gắt lên sông bạc mà mày thôi là chết chắc nếu được thắc mắc với sao không bị cạn coi còn khóc đây là Tây Nam Bộ nên tụi tao sáng luôn chắc quá thì về có chút nhớ đồng là quay đi ngủ là mất sáng nếu mà đi thì quả thất hạnh có chừng bị khác là nơi đây mà mày không thử là nơi đây đất buồn buồn thì đá sống rồi đánh cá chứ mà có gì làm mà nhậu với em mình chơi tới canh ba đợt ca tài tử được các thứ cho mình nghe về câu dân cổ các con chú là khắc chứ còn nói về vị thì chiến giác có Hà Tiên Hắc Sơn bảy núi An Giang đến Tà Dương đi qua sóc trăng cái ngày mái là hoài lót cày nối cho hết mà cái thích ống lạnh cho hoài con nghe nói là cà mau đi xa lắm nhưng mà có cái anh nói chiếc cái mặt thì mua cho ta nằm vắt tay lên chén đi về nơi xa sao mà tao quên đi hôm cho đất tao có món đặc sản là hát và tao đây là dân tây đâu có phải là biển đâu mà để trong ngày nay chung mà nhìn ra buông xuống như thế kiếm mà giật anh xong mà biết cảm giác thế nào con đò lại bập bình nguyên lý thì gặp dân sóng ghe nó gặp mình nó anh em ta bập bình gặp linh lại gặp mình như là vợ ở sông kinh hoặc là cái như đông kinh cái gặp của mọi tỉnh văn hóa ta không kinh tao lâu dậy sóc chanh thân thằng bạn của tao sẵn ghé về đại tăng thân người bạn thơ mê nghe hát trường chơi và đi múa lâm thơ sông sa bái bọn tao na bọn tao na bọn mời ơi sông sa bái bọn tao na bọn tao na bọn mời ơi sông sa bái bọn tao na bọn